Tin tin rằng cái video này sẽ giúp cho nhiều anh chị khách hàng cũng như là những anh chị cùng ngành á tìm ra được cái căn đẹp của tòa Park 2 Syncosmo Residence Đà Nẵng, tòa nhà mới vừa ra hàng vào khoảng giữa cuối tháng 10 2023. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái thứ nhất là view xung quanh của dự án Syncosmo Residence thực tế. Và hôm nay thì Trinh đã đi đến trực tiếp ở đây để quay lại cho mọi người thấy cái cảnh của công trường thực tế này, cũng như là cái view nó mát như thế nào, nó đẹp như thế nào, và tại sao là Syncosmo tòa Park 2 căn một phòng ngủ view đẹp nhất trực diện sông Hàn thì có giá là hơn 4 tỷ là bằng căn hai phòng ngủ của tòa Park 1. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu lý do để phân tích giá này, dòng tiền và căn hộ mét vuông view như thế nào nhé. Đầu tiên, Syncosmo Residence là một trong những cái dự án có khu phức hợp gần như là lớn nhất của thành phố Đà Nẵng hiện tại, và nó có đồng bộ từ villa, shop house cho đến hai tòa căn hộ, và đặc biệt là hai tòa căn hộ thiết kế thì đều là view 360 độ. Đặc biệt tòa Park 2 là nằm sát và trực diện sông Hàn luôn. Thì trong tòa Park 2, bảng giá vừa công bố đó thì có căn 6, 7, 8, 9 là view trực diện ra sông Hàn ở đường Chương Dương và đường Trần Hưng Đạo. Thì anh chị có thể nhìn thấy giống như cái khung cảnh ở trên đây, có nghĩa là mình nhìn được là ban đêm thì rất là lung linh nè, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, vòng xoay mặt trời đều rất là rực rỡ, và bên kia sông là thành phố Đà Nẵng sầm uất. Ở bên này sông thì cũng là trung tâm luôn. Nói chung anh chị chỉ cần bước 5 phút thì là đi ra biển, và bước xuống 1 phút xuống tầng trệt thì là đi ra sông rồi. Cái căn 6789 thì sẽ có căn 3 phòng ngủ rơi vào khoảng 9 tỷ 107 mét vuông, và căn những cái căn còn lại một phòng ngủ thì rơi vào trực diện sông thì khoảng 4 tỷ mốt. Đối với lại view ngược lại, đối với tầng trên 15 có thể thấy biển, thì những cái căn đó từ 3 đến 3 tỷ 3 cho 55 mét thì cái mức giá nó cũng tương đối phù hợp. Nếu như mà anh chị cảm thấy là cái tòa Park 2 giá nó hơi nhỉnh một chút xíu thì có thể chọn những cái căn tòa Park 1. Park 1 thì cũng không còn nhiều, nhưng bật mí cho anh chị là có những căn Park 1, tòa Panorama 1 thì hai phòng ngủ nó chỉ rơi vào hơn 4 tỷ, tức là nó chỉ bằng một phòng ngủ của cái căn Park 2 hai phòng ngủ thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào chi tiết xem là vì sao là cái view và cái mét vuông của cái tòa Park 2 là hướng nào thì giá như thế nào nha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hướng view hướng Tây, tức là cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý này, rồi view trực diện sông Hàn nè, thì có căn 6789 thì giá nó sẽ dao động cho một phòng ngủ là từ 4 tỷ mốt và ba phòng ngủ đó là 9 tỷ 2, nó thuộc là hướng Tây. Tiếp theo là hướng Đông, hướng ngược lại là view biển Mỹ Khê, thì đối với các anh chị mà mua trên tầng 15 đó thì có thể nhìn thấy biển Mỹ Khê luôn, và chúng ta phóng tầm mắt ra xa thì biển cả rất bao la, nhưng mà những tầng thấp hơn thì sẽ không nhìn thấy được biển, thì anh chị sẽ thấy cái đường phố sầm uất của Ngũ Hành Sơn và Nguyễn Văn Thoại. Đó, cho nên là căn một phòng ngủ nó sẽ rơi vào là 3 đến 3 tỷ 3. Và đặc biệt anh chị lưu ý là chúng ta nhìn thấy cái view thấp tầng á, ở dưới thấp tầng thì sẽ có là villa nè, shop villa, shop house trong nội khu, và có công viên, có hồ bơi cũng rất đẹp. Và trong dự án thì chúng ta có một cái vườn treo trên không, thể hiện lại cái mô hình là đèn lồng rất là ấn tượng của tòa tháp Park 1. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được toàn bộ một cái cụm của dự án, và ven sông Hàn thì 80-90% hai tòa là đều nhìn thấy sông luôn mà. Thì chúng ta tiếp tục lại đi qua cái hướng thứ ba, đó là hướng Nam. Hướng Nam thì sẽ check về phía là vòng xoay mặt trời, và nó thuộc cái mặt đường là Phạm Hữu Kính. Thì đối với cái hướng Nam thì căn một phòng ngủ là giá rất là tốt luôn, ba studio giá nó chỉ có là khoảng 2 tỷ rưỡi thôi, và một phòng ngủ thì nó là khoảng hơn 4 tỷ. Hướng ngược lại
chúng ta sẽ quay về hướng bắc, hướng của con đường gọi là Trần Hưng Đạo thì gọi là cầu con đường tình yêu đó. Có những cái trái tim màu đỏ đỏ mà anh chị đi Đà Nẵng là rất là hay thấy các bạn trẻ quay phim này. Trong cái hướng Tây thì trong cái hướng Bắc, Tây Bắc mình có thể nhìn thấy được view sông Hàn, check qua phía cầu Rồng, cái hướng này cũng rất là đẹp luôn. Nói chung đối với dự án Sun Cosmo thì là hướng Tây sẽ giáp với căn 6, 7, 8, 9, hướng Nam sẽ giáp với lại căn 3A và căn 5, hướng check qua phía cầu Rồng Trần Hưng Đạo thì sẽ giáp căn số 10 và 11, và hướng đông ngược lại thì sẽ giáp với đường Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, đó là căn 12, căn 1, 2, 3. Và giá căn thì có ở trong thông tin ở trên. Mời anh chị xem màn hình và dừng lại, anh chị sẽ thấy rõ. Cần thêm thông tin thì anh chị liên hệ với lại số điện thoại trên của Trinh 0902 404543. Trinh sẽ hướng dẫn anh chị xem chi tiết hơn, cũng như là gửi cho anh chị chi tiết báo giá những căn theo nguyện vọng và phù hợp với lại hướng nè, túi tiền cũng như là nguyện vọng của anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem tin và kính chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ.